Năng thủ làm duyên, tuệ đây gọi là kiến. Lại do văn tư mà thành, tuệ đây gọi là trí. Do tu mà thành, tuệ đây gọi là kiến. Lại phiền não đã đoạn, năng chứng giải thoát, tuệ đây gọi là trí. Năng đoạn phiền não, tuệ đây gọi là kiến. Lại duyên cảnh tự tướng, tuệ đây gọi là trí. Duyên cảnh cộng tướng, tuệ đây gọi là kiến. Lại do giả thi thiết, khắp ở trong ngoài các hành kia, hoặc lập là ngã, hoặc lập hữu tình, trời rồng dược xoa, kiện đạt phược, a tố lạc, khiết lộ trà, ni hô lạc già, hoặc lập quân rừng, núi, nhà, dụng hết thảy hành thuận theo lý thế tục như thế. Duyên cảnh sở tri, tuệ đây gọi là trí. Nếu năng nắm giữ ở tự tướng, cộng tướng, tuệ đây gọi là kiến. Lại tầm cầu các pháp, tuệ đây gọi là trí. Đã tầm cầu rồi tướng sát các pháp, tuệ đây gọi là kiến. Lại duyên ảnh tượng vô phân biệt làm cảnh, tuệ đây gọi là trí. Duyên ảnh tượng có phân biệt làm cảnh, tuệ đây gọi là kiến. Lại ảnh tượng có sắc nhĩ diệm làm duyên, tuệ đây gọi là kiến. Ảnh tượng không sắc nhĩ diệm làm duyên, tuệ đây gọi là trí. Khi kia dụng phương tiện hoặc trí hoặc kiến như vậy, làm chỗ nương cho việc tu tập, lại thêm siêng tu bốn sự thiện xảo. Một, sự quán sát là bốn niệm trụ. Tu tập đây vì muốn đối trị bốn điên đảo và vì như thật biết khắp tất cả cảnh. Hai, sự xả thủ là bốn chánh đoạn. Tu tập đây vì muốn đoạn trừ pháp bất thiện và vì tu tập các pháp thiện. Ba, sự xuất thọ là bốn thần túc. Đây nương thứ lớp bốn tịnh lự mà năng ra khỏi. Đầu tiên là căn yêu cho đến căn lạc. Bốn sự phương tiện là các căn lực, giác chi, đạo chi. Nên biết đây là phương tiện trình yếu năng đoạn phiền não kiến sở đoạn và tù sở đoạn. Như vậy người siêng tù sự thiện xảo nên biết có bốn chủng nghĩa sở y năng y. Nghĩa sở y đó là dụng quán hành để tránh siêng tù tập. Nghĩa năng y thành tựu học các pháp vô lậu vẫn chưa thành tịnh vì còn mảng vô minh xót thừa bao bọc. Lại phải nương đạo thành tịnh thì về sau các pháp vô lậu kia mới được thành tịnh. Đạo thanh tịnh đây nên biết có bốn chủng thực hành sai biệt. Một, tập quen gần gũi chánh pháp, chân chánh tịnh lự thảm sâu. Hai, gần gũi những việc làm của bạn lành. Ba, lấy thọ trì giới mật hộ căn môn thiểu dục để huân tập điều luyện tâm. Bốn, một mình ở chốn công nhàn thực hành chỉ và quán, lấy sự an lạc chân chánh thù thắng làm trợ bạn. Lại thành tịnh các pháp vô học kia, tức là nương đạo thành tịnh hành đây, nhiều tu tập, dụng pháp hữu học phá mạng vô minh tối tâm, hướng đến vô học địa. Lại vì đang giải thoát chân thật tốt giáo, được có năm chủng thứ lớp. Một, trước lấy tích tập tư lương làm chỗ nương. Hai, lấy đây làm chỗ nương tu chỉ và quán. Ba, lấy đây làm chỗ nương đầy đủ hiện quán đế thắng giải niết bàn. Bốn, lấy đây làm chỗ nương nên ở nơi chút phần chứng đắc thấp kém, không sanh vui đủ, cũng không an trụ nơi pháp đáng nhàm chán mà sanh sâu yểm họa. Năm, lấy đây làm chỗ nương nên chứng đắc kim cương dụ định cuối cùng tương ưng tâm học. Lại nữa, do năm nhân duyên nên biết tất cả các hành tự thể đều vô thường, vì thọ lượng của tất cả tự thể đều có hạn. Giả sử có người muốn tự khảo nghiệm, ta nay dùng tay nắm giữ viên bùn hoặc viên phận bò, trải qua bấy nhiêu thời gian như vậy, khởi muốn này rồi theo đó nắm giữ, bây giờ người kia giữ ý thích này năng cầm mãi không vứt bỏ, cho đến về sau muốn vứt bỏ tức liền vứt bỏ, muốn nắm giữ tức liền nắm giữ, không phải như giới hạn tuổi thọ của thân, đến lúc thọ lượng đã tận muốn trì hoãn một sát na còn không được tại nguyện, hà huống sống lâu. Lại tất cả tự thể kia vì nhân sanh khởi, vì nhân tạo tác, vì vô thường. Lại có tự thể rộng lớn hưng thạnh, nhưng trung quy đều tiếp xúc với hoại diệt khả đắc, đó là chư thiên và loài người thuộc dục giới sắc giới, đại phạm, đế thích, chuyển luân vương. Lại do A Hàm không điên đảo, đó là chư Phật Thế Tôn hiện kiến, chứng, hiện chứng pháp tánh vô thường của các tự thể, nên theo đó tuyên thuyết. Lại đầy đủ sai biệt của các kẻ thọ dục có ba chủng. Do nhân duyên đây, các kẻ thọ dục nương đây hằng thường hí luận những gì là ba. Một, đầy đủ vật dụng nuôi thân. Hai, đầy đủ tự thể. Ba, đầy đủ cúng dường của hữu tình, thủ thắng. Nên biết lại có ba chủng nhân duyên đang được đầy đủ sai biệt như vậy. Đó là do thí giới đồng hành điều phục các căn và do đắc quả trong việc tu tập từ cõi dục, từ làm đạo dẫn đầu, từ làm nhân nương tựa đối với các hữu tình tổn hại mà hành tướng tịch tĩnh chuyển. Lại nữa,
nên biết ở sự sở trì có 7 chủng trí như thật, thông đạt hành. 1. Trí đã đắc. 2. Trí chưa đắc. 3. Trí không điền đảo. 4. Trí thự xứ không phải có, biết không phải có. 5. Trí thị xứ còn lại, biết chẳng không. 6. Trí khổ bất tịnh. 7. Trí chóng hoại diệt. Lại do 15 chủng tướng hiểu rõ các hành, năng nhanh chóng đoạn diệt ngu si đối với tất cả hành. Những gì là 15? Vì như thủy giới phát sanh nên vô ngã, hiện hiện tương tạo ngã nên không trụ bền chắc. Vì không tùy thích quấn nắn nên hiểu rõ các sắc giống như đống nước bọt. Vì pháp tương tự ba hòa hợp sanh như phương tiện hòa hợp của mây đất mưa nên hiểu rõ các thọ dụ bọt nước nổi. Vì pháp tương tự năng hiển rõ năng đốt cháy, năng khiến mê loạn ở nơi cảnh sở tri nên hiểu rõ các tường đồng như bóng nắng. Vì pháp tương tự đoạn trừ căn bản thân kiến, vì nhân của nhiều phẩm tự thể sai biệt. Vì thời lượng sát na không lúc tạm dừng nên hiểu rõ các hành giống như cây chuối. Vì pháp tương tự của hữu thủ nương bốn thức trụ phát khởi trùng trùng tự thể theo đó chuyển nên hiểu rõ các thức như việc huyễn. Đây đã rộng phân biệt ở trước cho phần nhiếp dị môn. Lại nữa có hai chủng thế gian nhiếp tất cả hành: một, hữu tình thế gian; hai, khí thế gian. Hữu tình thế gian gọi là chủng loại sanh tử, khí thế gian gọi là khí sanh tử. Chủng loại sanh tử vì không đồng với pháp sanh tử khác nên so với khí sanh tử được có 5 điều không đồng phận, đó là khí sanh tử cộng nhân mới sanh khởi. Chủng loại sanh tử không do cộng nhân mà sanh, đây gọi là do nhân không đồng phận thứ nhất. Loại khí sanh tử ở vô thỉ có ngàn mé trước sau đoạn dứt. Chủng loại sanh tử ở vô thỉ chọn tương tục lưu truyền thường không đoạn dứt, đây gọi là do thời không đồng phận thứ hai. Loại khí sanh tử nếu lúc hoại diệt chỉ là sự hoại diệt của thủy hỏa phong, chủng loại sanh tử thì không như vậy, đây gọi là do sở trị không đồng phận thứ ba. Loại khí sanh tử không vĩnh viễn đoạn nhân, chủng loại sanh tử thì không như thế, đây gọi là do đoạn không đồng phận thứ tư. Loại khí sanh tử đoạn rồi lại tiếp nối, chủng loại sanh tử đoạn rồi không tiếp nối, đây gọi là do tiếp nối không đồng phận thứ năm. Lại nữa, tất cả ngũ phu lưu truyền không dừng trong sanh tử do 5 chủng tướng: 1. Do nhân ái. 2. Do quả ái. 3. Do tự tánh ái. 4. Do nhân truyền truyền. 5. Do nhân truyền truyền nương nơi tiền tế không cùng tận. Nhân ái tức là vô minh, quả ái các nghiệp năng đến nẻo thiện và nẻo ác. Vì cớ sao? Nghiệp đến nẻo thiện là do ái kết trói buộc khiến ngũ phu tự nhiên vui thích tìm đến. Nghiệp đến nẻo ác là do vòng xích của ái trói buộc khiến ngũ phu dẫu không muốn đi đến mà bị bức bách khiến đi. Tự tánh ái lửa có 3 chủng: 1. Ái hậu hữu. 2. Ái đồng hành hỷ tham. 3. Ái hỷ là kia kia. 3. Ái như vậy tóm lược thấu nhiếp làm 2. 1. Ái hữu. 2. Ái cảnh. Ái hậu hữu gọi là ái hữu. Ái đồng hành hỷ tham tức là chỗ có tham ái do ở nơi cảnh giới hiện tiền sắp được, ở nơi cảnh giới đã được chưa thọ dụng và kể cả ở nơi cảnh hiện tiền đang thọ dụng. Ái hỷ là kia kia là chỗ có tham ái do có sự mong cầu cảnh ở vị lai nên biết trong đây do ái đồng hành hỷ tham nên gọi là ái kiết trói buộc. Do ái hậu hữu và ái hỷ lạc kia kia nên gọi là vòng xích của ái trói buộc. Nếu ở sự việc kia bị ái kiết trói buộc gọi là đi nhanh, nếu ở sự việc kia bị vòng xích ái trói buộc gọi là lưu truyền. Lại trường thời nhân chuyển chuyển dẫn đến các hành tương tục, tiền tế khó biết, hậu tế không cùng tận. Ngu phu do 5 tướng mà bị lưu truyền, nên biết cũng do 5 tướng mà bị trói buộc. 1. Ở xứ kia trói buộc. 2. Do kia mà trói buộc. 3. Chính đây đang trói buộc. 4. Nương kia nên trói buộc. 5. Có sự thọ lãnh thọ. Ở xứ kia trói buộc do nghiệp năng đến đường thiện nên trụ ở đường thiện mà bị trói buộc, hoặc do nghiệp năng đến đường ác nên trụ ở đường ác mà bị trói buộc. Lại do ái đồng hành hỷ tham nên trụ ở sự việc như vậy mà bị trói buộc, do ái hỷ lạc kia kia và ái hậu hữu nên trụ ở sự việc như vậy mà bị trói buộc, do kia mà trói buộc, ngũ phu dị sanh bị vô minh trói buộc. Chính đầy năng trói buộc là pháp tương tự đồng lại với khổ mà không biết nhàm chán. Nương kia nên trói buộc, nương hậu uẩn mà bị trói buộc. Có chỗ lãnh thọ các thứ khổ như sanh. Lại nữa, ngũ phu dị sanh ở nơi sự hậu hữu, ở nơi sự hữu lậu có 4 vui đủ nên biết phần nhiều là các ngoại đạo. Những gì là 4? 1. Vui đủ nơi thân người. 2. Vui đủ nơi thân trời dục giới.
3. Vui đủ sanh cõi phạm thế. 4. Vui đủ cho đến biên tế hữu đảnh. Ngu phu ở 4 vui đủ kia, tùy theo thứ lớp, hoặc đi nhanh, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm, có sự sai biệt. Lại ở nơi sự hữu lậu, có 5 trụ sở hành của đường ái của tất cả ngu phu. 1. Hậu hữu. 2. Mong cầu cảnh giới vị lai. 3. Cảnh giới hiện tiền sắp được. 4. Chỗ có cảnh giới đã được. 5. Cảnh giới hiện tiền thọ dụng. Nên biết ở nơi 5 chủng kia, thứ lớp hoặc đi nhanh, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm có sự sai biệt. Trong đây đi nhanh có 2 chủng. 1. Ở hậu hữu. 2. Mong cầu cảnh giới vị lai. Lại có 4 chủng sở hành của đường ái. 1. Ý nghiệp mong cầu cảnh giới. 2. 2. Nghiệp thân ngữ. 3. Đạt được. 4. Nơi những gì đã được tùy theo dục, hoặc chuyển chuyển, hoặc huân tập. Đây là phát nghiệp sở hành của đường ái, hoặc mong cầu cảnh giới, hoặc lại mong cầu các hữu. Nên biết ở nơi 4 chủng sở hành của đường ái kia, tùy theo thứ lớp, hoặc đi nhanh, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm, có sự sai biệt. Như ở nơi sự hữu lậu, chỗ có 4 vui đủ cho đến sở hành của đường ái, tùy theo thứ lớp, hoặc đi nhanh, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm, có sự sai biệt. Thì ở nơi sự hữu lậu, chỗ có hỷ lạc, hỷ luận nhiễm trước và đam mê vui thích, tùy theo thứ lớp, hoặc đi nhanh, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm, nên biết cũng vậy. Lại có 2 chủng tướng quả sở hành của đường ái sai biệt. 1. Tâm sai biệt. 2. Thân sai biệt. Tâm sai biệt lại có 2 chủng. 1. Phẩm loại sai biệt do tự tánh, do sở y, do sở duyên và do trợ bạn. 2. Tạp nhiễm sai biệt do sở hữu phiền não, tham sân si và tùy phiền não. Thân sai biệt cũng có 2 chủng. 1. Vì chủng chủng thân sai biệt. 2. Vì một chủng thân sai biệt. Nên biết trong đây chỗ có tạp nhiễm của tâm sai biệt, năng là nhân của 2 chủng thân sai biệt. Vì đoạn kia các hành giả nên dùng lớp lớp tác ý không điên đảo mà sinh tu quán hành. Lại do 4 chủng nhân sai biệt khiến quả sai biệt. 1. Ở đây sai biệt, ở sở hữu đường thiện đường ác sai biệt. 2. Do đây sai biệt, do tham sân si nhiễm ô, tâm khiến kia có sự sai biệt. 3. Tức đây sai biệt, 5 chủng hành nhiếp thọ chủng chủng thân sai biệt. 4. Như đây sai biệt, ở nơi nhân duyên điều chuyển tạp nhiễm thành tịnh của các hành và thể thành tịnh đều không như thật biết, mà lại phát sanh vui thích và chủng chủng hoặc đi nhanh, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm sai biệt. Lại nữa, các loại ngu phu bởi không thể rõ biết thông đạt các hành vô thường, nên lấy hy thần kiến làm chỗ nương, thuận dòng mà hành chuyển. Do 5 chủng tướng nên thuận dòng mà chìm nổi. 1. Hoặc ở đây chìm nổi. 2. Hoặc do đây chìm nổi. 3. Hoặc nương đây chìm nổi. 4. Hoặc như đây chìm nổi. 5. Hoặc chỗ có các tướng lúc bị chìm nổi. Ở đây chìm nổi, ở đường thiện đường ác mà bị chìm nổi, như tấp vào hai bờ kia đây, đến lui đều bị chìm nổi. Do đây chìm nổi, do ngâm mình trong biển ái mà bị chìm nổi, nên biết đây có 5 chủng tướng. 1. Rong ruổi nơi các cảnh giới hướng xuống phần dưới. 2. Vì thuận theo hành vi tế khó thể hiểu rõ. 3. Ở các cảnh giới có thể xoay chuyển quay đầu. 4. Vì cho đến hữu đảnh chủng chủng các hành đuổi theo đều rộng lớn. 5. Vì tướng thân tâm tán loạn không tịch tịnh. Nương đầy chìm nổi, nương 5 chủng các hành như sắc mà bị chìm nổi. Tức ở hai bờ là đường thiện và đường ác có 5 chủng hành phẩm loại sai biệt, lớp lớp nắm bắt duyên thuận theo dòng chìm nổi. Như đầy chìm nổi, chìm nổi thế nào như trước đã thuyết, ở nơi các hành tùy theo thứ lớp bị lưu truyền mà không như thật biết, tức là kế chấp cho là ngã và ngã sở. Chỗ có các tướng lúc bị chìm nổi, những kẻ kia lúc bị chìm nổi như vậy, tuy yêu quý thân muốn giữ lâu dài nhưng do tự tánh diệt nên không thể trụ lâu, tức là bị chìm nổi, trái với tướng đây nên biết là người hành ngược dòng chảy. Lại người thông tuệ có 10 chủng tướng nên biết nhiếp đầy đủ các tướng thông tuệ. 1. Thành tựu tuệ câu sanh. 2. Thành tựu tuệ do huân tập văn từ tu. 3. Thành tựu tuệ không bị dao động, khéo tư duy điều nên tư duy, khéo nói điều nên nói, khéo làm điều nên làm. 4. Năng tự nương mình, tánh chưa từng nương gởi mạng nơi người. 5. Phàm mong cầu điều gì, tất cả đều vì lợi ích an lạc. 6. Phàm tất cả điều mong cầu, đều nương tránh hạnh, đều dụng theo pháp, không dụng phí pháp. 7. Đối với tài sản vật dụng nuôi thân, năng phòng hộ cẩn thận, khiến không bị hoại mất hư hỏng. 8. Vào lúc thọ dụng quán thấy quá hoạn,
9. Vào lúc bệnh duyên, quan sát chọn lựa thuốc trị bệnh rồi sau mới uống. 10. Năng khéo tránh duyên chết vì thời. 10 chủng tướng thông tuệ như vậy, nhiếp đầy đủ các tướng thông tuệ. Lại nữa, người nương lý vô ngã ở trong các hành, hoặc biết hoặc đoạn, nên biết lược có 3 tướng sai biệt. 1. Người ở nơi các hành năng khắp rõ biết mà hữu thân kiến chưa đoạn hẳn, thì ở nơi các hành kia phần nhiều quên mất chánh niệm mà bị truyền theo, ít phần không quên mất niệm. Nếu hữu thần kiến đã vĩnh viễn đoạn, nên biết tướng đây trái với tướng kia, đây gọi là tướng sai biệt thứ nhất. 2. Người ở trong các hành tuy khắp rõ biết mà thân kiến chưa đoạn hẳn, thì ở trong các cảnh sự khả ái rộng lớn sanh nhiều vui thích, ở cảnh sự thấp hèn không khả ái sanh nhiều ưu khổ. Lúc hai cảnh giới kia hiện tại tiền, nếu hành không phóng dật tự mình, còn không thể buộc tâm giữ gìn nơi chánh niệm, uống là phóng dật. Lúc bấy giờ sẽ bị thần kiến trói buộc quấy nhiễu nơi tâm, do đây khiến tâm không thể hiểu rõ. Nếu thần kiến đã vĩnh viễn đoạn, nên biết tướng đây trái với tướng kia, đây gọi là tướng sai biệt thứ hai. 3. Người ở trong các hành mà thần kiến chưa đoạn hẳn, chưa thể ở tất cả các hành bên trong, hiện tiền an lập, lìa tưởng hữu tình. Như đối với các sự việc có cây lá bên ngoài, nếu thần kiến đã vĩnh viễn đoạn, nên biết tướng đây trái với tướng kia, đây gọi là tướng sai biệt thứ ba. Như vậy, nếu thần kiến đã đoạn trừ thì có 3 chủng tướng sai biệt trên. Thực hành như vậy dẫn đến 3 chủng thù thắng lợi ích. 1. Vĩnh viễn đoạn tất cả phiền não, năng cảm, hậu, hữu. 2. Nương kia không bao lâu nhanh chóng đạt được tích tập đạo đối trị kia. 3. Vì đã đắc nghĩa tự lợi, tức nương đạo kia làm phương tiện siêng tu tập, khiến được hiện pháp lạc trú, do đây thu được an lạc rộng lớn. Lại nữa, do 4 sự sai biệt, nên biết ở nơi tất cả chủng hành tu tập tưởng vô thường khổ. Những gì là 4? 1. Do quả sai biệt. 2. Do tự tánh sai biệt. 3. Do phẩm loại sai biệt. 4. Do phương tiện sai biệt, quả sai biệt. Vì tu tưởng đây năng khiển trừ tất cả trảo mạn vô minh, tham dục giới, tham sắc giới và tham vô sắc giới, nên biết trong đây hiển thị 3 chủng các phiền não được đoạn trừ, và hiển thị 3 chủng phiền não, 3 chủng tùy phiền não. Nên biết trong đây hiển thị 3 chủng các phiền não được đoạn trừ, và hiển thị 3 chủng tùy phiền não được đoạn trừ. Vì cớ sao? Vì phiền não tham dục thì trạo làm trợ bạn, phiền não tham sắc thì mạn làm trợ bạn, phiền não tham vô sắc thì vô minh làm trợ bạn. Lại có cách nói khác, tức ở trong đây hiển thị thượng phần kiết và hạ phần kiết đều tận diệt. Tự tánh sai biệt, trong đây do chánh tu tập văn thành tiểu tuệ, gọi là thần cận. Do chánh tu tập tư thành tiểu tuệ, từ đây năng nhập tu gọi là tu tập. Do chánh tu tập tu thành tiểu tuệ gọi là nhiều tu tập. Lại do tu tập tác ý liễu tướng gọi là thần cận. Chân chánh tu tập các tác ý khác, chỉ trừ tác ý gia hạnh cứu cánh gọi là tu tập. Chân chánh tu tập tác ý gia hạnh cứu cánh gọi là nhiều tu tập. Đây gọi là 3 chủng sai biệt thứ hai. Lại do tác ý sở y sở duyên, tùy theo thứ thấp gọi là thừa, là sự, là tùy kiến lập. Lại do trường thời duyên suốt tu tập gọi là thuần thục. Vì lớp lớp không điền đảo, tu phương tiện gọi là khéo lãnh thọ và khéo tăng trưởng. Phẩm loại sai biệt, khi tu tưởng vô thường như vậy, nhanh chóng năng vĩnh viễn nhổ bật tận gốc tất cả tùy miên, xả bỏ tất cả thiện pháp địa dưới, nhập thọ tất cả thiện pháp địa trên. Khi tu tất cả tưởng bất tịnh khác, tánh cao rộng vô cùng, năng khéo nắm giữ khắp tất cả hành, giống như quan sát sự sở thủ, tức như vậy mà quan sát sự năng thủ, giải thoát khỏi tướng kia, năng đắc tưởng vô lậu vô thường. Như vậy tất cả, hoặc tưởng hữu lậu hoặc tưởng vô lậu, đều khéo năng tùy thuận nhập vào niết bàn, đều khéo năng đối trị vô minh tối tăm sâu rộng, nên tất cả chủng vĩnh viễn đoạn trừ các tưởng vô học đều do tất cả tưởng vô lậu học tăng thượng mà có được. Vì vĩnh viễn đoạn kia nên thành tịnh sáng sạch. Phương tiện sai biệt, một mình riêng ở chốn không nhàn, dụng lớp lớp tác ý không điền đảo, quan sát tánh các hành vô thường. Do tưởng vô thường nên an trụ tưởng vô ngã, ở trong kiến đạo đã trụ tưởng vô ngã vô lậu rồi. Ở vị tu đạo cao hơn, do tưởng hữu học vĩnh viễn hại diệt ngã mạn, theo đó chứng đắc đầy đủ 2 chủng niết bàn. Lại nữa, vì an trụ niết bàn mà chưa khéo tích tập tư lương, lược có 5 chủng pháp trái nghịch tư lương. 1.
Nhân nhớ nghĩ các việc cười chơi, vui vẻ hành động đã từng trải qua trong quá khứ, dẫn phát tăng ý đồng hành suy tư nhớ nghĩ, khiến phát sanh hết thảy ưu sầu thản tiếc. 2. Vì tâm nhớ nghĩ trùng trùng việc kia, trong lúc lắng nghe lãnh thọ pháp cứu cánh lại ra nhiều vọng niệm, do đây không thể thông hiểu các pháp. 3. Hoặc ăn uống quá nhiều, hoặc ăn uống quá ít, do nhân duyên đây khiến thân nặng nề hay quá gầy yếu, nên nhàm chán không vui, tu hành các phạm hạnh. 4. Ham ưa ngủ nghỉ, không xuyên suốt tụ tập đoạn, nên bị phẩm thượng tùy thủy miên trói buộc. 5. Sống gần gũi những nơi ồn ào hỗn tạp, xa lìa tu tập tư duy các đế, xa lìa gia hạnh chánh pháp, đây là năm chủng pháp trái nghịch tư lường. Lại có năm chủng thuận theo pháp trên. 1. Ở nơi hai sự tu tập ly dục, đó là ly dục do siêng tu phẩm thiện khiến xa dần các dục triền, và ly dục do chân chánh đối trị khiến vĩnh viễn hại diệt tùy miên, nhưng vẫn chưa thể lìa một trong hai chủng dục, hoặc dục triền hoặc dục tùy miên. 2. Không giữ gìn căn môn. 3. Ăn không biết lượng. 4. Đầu đêm cuối đêm không thường sách tấn, siêng tu tập tỉnh thức du già. 5. Không đang quán sát thiện pháp rốt ráo, trái với các tướng trên nên biết gọi là pháp thuận tương đương và năng thuận với pháp kia. Lại các thành văn, tu hành pháp thuận tương đương và nhân duyên thuận theo kia như vậy, trong lúc tu tập cầu thỉnh pháp niết bàn, đại sư vì kia mà chế lập năm chủng lời dạy chánh đạo. 1. Phải nương điều đã được nghe mà như pháp quan sát, khắp tất cả các hành vô thường, các pháp vô ngã, niết bàn tịch tĩnh, lại dùng tác ý thế gian để không sanh nghi hoặc. 2. Vào lúc trụ, không đắm trước tầm tư bất chánh ở ba điều. Những gì là ba? Vật dụng, tiền của để tồn tại mạng sống, tướng tổn hại người, hoặc người hủy mắng, hoặc người đồng phạm hạnh, hiện hành một việc xấu ác không hợp với chánh pháp. 3. Phải lấy dạy trao làm tiền dẫn. Người kia do nương âm thanh dạy bảo của bậc đại sư như lý tác ý ba điều trên, năng phát sanh chánh kiến, năng đoạn tà kiến, nên biết nương ba điều đây gọi là vào lúc trụ thuận theo lời dạy chánh đạo. Lại vào lúc hành có hai chủng thuận theo lời dạy chánh đạo, đó là lúc bậc có trí đồng phạm hạnh, vì người kia tuyên thuyết về chỗ phải, chỗ không phải mà kia không sanh khởi oán giận. Lại vật dụng tiền của để nuôi mạng sống, hoặc được hoặc không được, hoặc xấu hoặc đẹp. Lại các giới của thân không điều hòa rối loạn, mà tâm đối với việc đây không bị nhiệt não, đây gọi là thứ nhất. Đối với người được lợi dưỡng cung kính hơn, tâm không phiền muộn, đây gọi là thứ hai. Do người kia vào lúc trụ, vào lúc hành như vậy, đang chân chánh tu hành đi đến đạo niết bàn vi diệu, không bao lâu sau quyết chắc sẽ đắc niết bàn chọn không thối thất. Lại nữa, lược có năm chủ việc làm của đại sư đối với các thành văn. 1. Tránh chết phục. 2. Tránh nhiếp thọ. 3. Tránh của trách. 4. Tránh thuyết tạp nhiễm. 5. Tránh thuyết thành tịnh. Lại nữa, do hai nhân duyên ở nơi các sự tranh cãi trái vượt của thành văn ẩn kín, mà ký biệt sự tranh cãi của kia. 1. Vì nhiễu loạn thêm rộng lớn. 2. Vì cùng với luật tương ưng. Lại nữa, do bảy nhân duyên đại sư đuổi bỏ các chúng thành văn. 1. Quán sát tất cả chủng hành của kia đều là tà hạnh. 2. Vì thấy kia phần nhiều hành tà hạnh như vậy. 3. Do phương tiện của các bậc thượng tọa, quỹ phạm sư, thần giáo sư. 4. Vì không thể khảm cộng chú. 5. Vì đuổi bỏ kia. 6. Vì tránh xa lỗi hiện tiền. 7. Vì khiến vị lai không sanh khỏi lỗi hủy phạm. Lại nữa, do 10 nhân duyên Như Lai vào nơi thôn xóm khất thực. 1. Vì hiển công đức đầu đà. 2. Vì muốn dẫn dắt một phần những kẻ kia khiến thú nhập hạnh khất thực. 3. Vì muốn dùng hạnh đồng sự dẫn nhiếp một phần kia. 4. Vì chúng sanh vị lai phát khởi ánh sáng soi chiếu cho đến khiến kia tạo khởi xúc chứng điều đó. 5. Vì muốn dẫn nhiếp các ngoại đạo kia với những thắng giải thô tế khác nhau. 6. Vì nghe thấy sự hủy chê của người nên hiện oai nghi diệu sắc tịch tĩnh khiến kia sanh tâm cung kính quỳ hướng. 7. Vì trong xứ kia chúng xây dựng ít công lực mà trồng nhiều phước. 8. Vì muốn khiến người phát tâm tín mà xả bỏ phóng dật, sanh sâu tàm quý, tuy dụng ít công lực mà thu được phước lớn. Như vì người phóng dật thì người giải đãi cũng thế. 9. Vì muốn trùng trùng bệnh hoạn, mù điếc, tâm cuồng loạn của chúng sanh đều được lặng dứt. 10. Vì khiến vô lượng vô biên trời dòng dược xoa, kiện đạt phược, á tố lạc, tiết lộ trà, khẩn nại lạc, ni hô lạc già, có uy lực rộng lớn. Tùy tùng theo Như Lai đến nhà người sanh sâu kính ngưỡng, thêm kính trọng hộ trì nhau không vì não hại. Lại nữa, do 8 nhân duyên Như Lai nhập thiên trụ tịch tĩnh.
Một vì giáo hóa dẫn dắt kẻ phù y tạc trụ, khiến kẻ thú nhập ra lìa sự phù y tạc ấy. Hai, vì muốn dùng hạnh đồng sự để thâu nhiếp khiến kia xa lìa. Ba, tự thọ dụng hiện pháp lạc trú. Bốn, cùng với đại tộc các trời đồng nhóm hội. Năm, vì dùng Phật nhãn quan sát khắp mười phương thế giới, hiện đại thần biến hóa hiện, tùy theo chỗ thích hợp mà làm việc nhiều ích. Sáu, vì khiến các chúng thành phần thấy được Như Lai như thế sành sầu khát ngưỡng. Bảy, vì hiển các đại thành phần đối với điều đã được thuyết năng khéo ngộ nhập. Tám, vì khích lệ xả bỏ sự vui đắm hí luận tạo tác ngôn từ. Lại nữa, do năm chủng tướng đại sư nhiếp thọ các chúng thành phần: một, vì dùng pháp; hai, vì dùng tài Phật; ba, vì làm y trì; bốn, vì bản đầu nhiếp thọ; năm, vì đuổi bỏ xả sự nhiếp thọ. Lại nữa, do bảy nhân duyên khiến trời thích phạm đến chỗ Như Lai: một, vì cúng dường Như Lai; hai, vì lắng nghe chánh pháp; ba, vì quyết liễu những điều sanh nghi hoặc; bốn, vì thuận theo người để trợ giúp; năm, vì thương xót loài người nên muốn làm nhiều ích; sáu, vì quý trọng thánh giáo Như Lai; bảy, khắc biết Như Lai khởi tâm thế tục muốn đến dự pháp hội. Lại nữa, do năm chủng tướng nên biết tất cả tánh ban đầu của người phát tâm xuất gia: một, do lớn tuổi xuất gia; hai, do còn nhỏ xuất gia; ba, do thiếu niên xuất gia; bốn, do khó nhọc xuất gia; năm, do thọ cụ túc xuất gia. Lại nữa, do ba chủng tướng sanh khởi ác tác: một, do trái vượt sở học tầng thượng; hai, do thệ thọ pháp luật tầng thượng; ba, do xả bỏ gia đình tầng thượng. Lại nữa, Như Lai sắc muốn tuyên thuyết chánh pháp cho các thành phần hiện bốn chủng tướng: một, từ chỗ ngồi thấp an tường đứng dậy tiến đến chỗ ngồi cao nhất an nhiên ngồi xuống; hai, an trụ thuận theo oai nghi mà thuyết pháp; ba, phát tiếng cười vàng hiện tướng sắp thuyết pháp; bốn, mặt mắt đoái nhìn như lòng tượng vương. Lại nữa, thành phần phạm giới ở nơi ba điều an trụ tạm quý đến chỗ đại sư: một, biết rõ ràng điều mình đã hủy phạm là tăng thượng sứ; hai, sự thất lễ đối với thầy là tăng thượng sứ; ba, do sự trái nghỉ phép tắc nên dùng phương tiện oai nghi điều thuận đến chỗ đại sư là tăng thượng sứ. Lại nữa, dùng ba trường tương ưng chân chánh của trách thành phần phạm giới: một, của rằng ông trông đợi một cách thấp hèn để tồn tại mạng sống; hai, của rằng ông ý là không thánh tịnh; ba, của rằng ông vì ý vui tồn tại mạng sống mà hành hạnh phi pháp. Lại nữa, ở trong thiện thuyết tỷ nại gia, lược do sáu tướng nên biết nhiếp khắp tất cả tà hạnh: một, lỗi lầm hiện hạnh do tham triển nên đắm nhiễm, do sân triển nên ganh ghét, vì đã ôm lòng tham sân nên không xấu hổ, vì không xấu hổ nên an trụ ác không xả bỏ; hai, lỗi lầm ý vui ở biên đắm nhiễm đây ý vui tham rất thấp hèn, ở biên ganh ghét đây ý vui sân rất thấp hèn; ba, lỗi lầm giả hạnh hoặc không phát khởi tinh tấn hoặc tinh tấn trì trệ; bốn, lỗi lầm trí tuệ hoặc ở nơi sự huân tập tuệ do văn tư mà thành tựu quên mất chánh niệm trụ nhiều ngu si; ở nơi sự huân tập tâm do tu mà thành tựu không tịch định; năm, lỗi lầm thầm tư ở nơi điều ác bất thiện của đời sống tại gia mà thuận theo sanh khởi nhiều tầm tư ở nơi tránh pháp luật tâm bị nhiễu hỗn loạn; năm, lỗi lầm do nương tựa kẻ kia vào thời trước do không tu tập làm nhân nên nay thành tựu tự tánh tín mỏng kém; thành tựu tự tánh tu tập trụ ít giới; thành tựu tự tánh trụ ít nhớ nghĩ; thành tựu tự tánh ít tuệ câu sanh. Lại nữa, do bốn chủng tướng đang khiến người kia tùy nhập thánh giáo mà hành tà hạnh: một, do ý vui mỏng kém bất tịnh; hai, do mong muốn tìm cầu thánh giáo cạn mỏng khiến chánh pháp suy đồi; ba, do chú trọng nhân duyên ăn uống y phục và mạng sống; bốn, do sợ hãi vua giặc chủ nợ bức bách nếu hành các tà hạnh như thế khiến phát sanh sự ngừng trệ của hai phần: một, sự ngừng trệ do hoại mất nghĩa tự lợi của người tại gia; hai, sự ngừng trệ do hoại mất nghĩa tự lợi của người xuất gia. Lại nữa, hành tà hạnh như vậy có hai nhân duyên là tầm tư bất chánh và tưởng bất chánh, năng làm hành tiền dẫn cho ba điều là vật thực, y phục và mạng sống. Đối với ba điều kia, trước phát khởi các tưởng bất chánh, rong ruổi theo tướng hảo, sau thuận theo pháp kia, càng rong ruổi theo tầm tư, càng rong ruổi theo pháp quán sát sâu dài thêm. Lại nữa, vì đoạn trừ nhân duyên tà hạnh như vậy nên biết cũng có hai chủng đối trị: một, vì đoạn tầm tư bất chánh thì lớp lớp thực hành hai hạnh không điền đảo, đó là nơi tâm an trụ chánh niệm và an trụ thiện; hai,
vì đã coi tưởng bất chánh nên tu tập vô tướng tâm tàng ma địa. Trong việc tu tập đối trị đây cần yếu, do bên trong vui muốn mạnh mẽ thì sự đối trị kia mới thành tựu trọn vẹn, không thể thiếu vui muốn mạnh mẽ. Vui muốn mạnh mẽ đây do hai duyên mà phát sanh: một, thấu hiểu việc đối trị đây có quả to lớn; hai, không cùng chung tất cả ngoại đạo có quả to lớn. Lúc tu tập liền năng nhanh chóng chứng vô tướng tâm định và trụ hai môn cam lồ diệu giới là đoạn giới và vô dục giới. Nếu an trụ đề càng tiến gần hai niết bàn là hữu dư y và vô dư y, hiện tại chưa chứng đắc. Không cùng chung, vô tướng định duy chỉ có người trụ nội pháp chứng đắc, các ngoại đạo không có. Vì cớ sao? Do ngoại đạo kia nếu có sở đắc tức liền tăng thêm, không quá như lượng. Nếu không sở đắc tức liền phân biệt hư vọng, do ngã kiến hay ngu si đối với các hành, hoặc chỉ ở nơi thần hữu sắc, hoặc chỉ ở nơi vô sắc, hoặc ở cả hai, mà sanh ngã chấp trước. Vì chấp chặt cho là ngã sẽ không, nên đối với niết bàn tâm không vui thích. Vì không vui thích nên tâm còn chưa năng thú nhập, huống là an trụ, chỉ tăng thêm kinh hãi, tâm trở lại thối thất. Người trụ nội pháp trái với tướng kia, đối với bát niết bàn tâm không thối chuyển, biết rõ chỉ có khổ diệt, thấy rõ chỉ có công đức thành tịnh. Nếu hàng hữu học chỉ cần cầu tịch diệt bên trong, không vì cầu đạo sanh, phải nên từ người thỉnh cầu dạy dân dạy trao. Nếu hàng vô học thì chỉ vui thích tịch diệt bên trong, chọn không mong cầu tận trừ các phiền não, chỉ có nhân trước phát sanh các hành nhậm vận quy về diệt mà bát niết bàn.